see you flower. One more time. Cái bông này là khách yêu cầu ha, có trong cái bộ sưu tập của Christine ha. Ok, nó là cái bông này ha. Nên hôm nay là Christine sẽ làm lại cái bông này cho mọi người ha. Cái bông này thì mình sẽ kết hợp với những cái màu mà mình có bây giờ. Mình đang có nên mọi người có thể la nhẹ thôi ha, cũng không sao. Hai Ngọc Lan, hai Jason ha. Đây là những cái màu có trộn của Chastel và mình có thể làm bông 3D luôn, mình kết hợp ha. Nó sẽ ra cái bông là như vậy. Nhưng mà hôm nay là Christine sẽ làm không có nhiều, vì khách hàng nó chỉ có hai ngón thôi, nên cái thời lượng của mình á nó cũng sẽ rất là ngắn. Đó, Christine sẽ zoom cho nó hơi gần chút xíu ha, để mọi người có thể theo dõi cho nó rõ. Đây ha, khi mà làm cái bông 3D á, Christine sẽ tập trung cho nó nhanh một chút xíu. Thì mình sẽ kết hợp những cái màu mình có ha. Bây giờ Christine sẽ mua những cái màu của mình qua để lấy cái phần bột cho mọi người xem luôn. Đây, Christine sẽ mua qua ha. Đó. Sorry. I move a little bit. Đây là những cái màu mà Christine sẽ kết hợp với nhau để làm ra cái bông đó. Đây là cái phần design la nhẹ thôi. Christine sẽ đi cái ngón bên này trước. Hi, chào cả nhà nha. Bây giờ cô xin tập trung một chút xíu, nên là có thể là không say hi được cả nhà. Nên bây giờ ok. Đối với cái phần design này á, Christine tùy theo cái design ha. Christine sẽ đi cái phần lá trước hoặc là không lá trước. Mình sẽ đi lá trước hoặc là không lá trước ha. Đi như thế nào cũng được, tùy theo là sở thích của mình. Nó bị rớt rồi. Mình sẽ làm cánh bông, cánh lá cho nó thật là mỏng thôi. Mình tán cho nó thật là mỏng có thể nha. Đây, mình sẽ cho nó nằm sát, thật là sát, cho nó thật là mỏng có thể nè. Đó, sau đó mình sẽ kéo cho nó phần nhọn đuôi ra. Đúng không? Mình sẽ kéo cho phần nhọn đuôi ra nha. Sau đó mình sẽ dùng cái cây dao cắt bột của mình nè. Đây là cái cây dao cắt bột của mình. Mình sẽ đi nhẹ nhàng ha. Mình sẽ đi những cái gân lá. Đó, và nó đã ra cái gân lá đúng không? Đó, nó không rất là dễ. Sau đó là mình sẽ đi tiếp tục với những cái phần còn lại. Mình sẽ đi thêm một cái lá nữa. Cái này bây giờ là tùy theo cái mình thiết kế nó như thế nào rồi nha. Christine sẽ đi thêm một cái lá ở dưới này. Tại sao là Christine cố gắng đi thật là mỏng ha? Vì lát nữa là Christine sẽ để cái bông của mình sẽ nằm trên cái cánh lá này. Christine sẽ đi cái cánh lá bự một chút xíu. Mình cho nó thật là mỏng thôi. Thật là mỏng nhất có thể. Vì cái design này nó kết hợp nhiều màu, nên là mình cần màu nhiều ha. Mình cần đủ màu. Màu xanh, màu tím, màu vàng và màu hồng.
vì mình sẽ có cánh bông màu hồng. Tùy theo cái màu sắc mà khách hàng yêu cầu, 2 Sandy, 2 Trừng Quanh, 2 John. Thank you. Đó, bây giờ là mình sẽ cắt từng đó, gân lá. Bây giờ là mình có 2 lá đúng không? 2 Maria, 2 Kim Ngân. Bây giờ là mình sẽ đi bông ha. Mình sẽ đi xong cái phần bông, sau đó là Christine sẽ thêm lá vào những cái này nữa. Bây giờ Christine đi thêm cái ngón này trước đi ha. Đi xong cái phần lá ha, sau đó là mình sẽ set up như thế nào tùy theo cái móng của mình. Cỏ này Christine không có nha, cỏ này là Christine mua ở Việt Nam mà cũng rất là lâu rồi, cũ lắm rồi, nhưng mà nó thương Christine quá nên là nó ở lại rất là lâu ha. Thank you. Mình có thể sử dụng cây cỏ nào cũng được ha, quan trọng là cái kỹ thuật của mình đó. Đó, mình sẽ đi cho nó thật mỏng. Mình sẽ cho cái cánh lá của mình thật là mỏng thôi nha. Mình sẽ sử dụng những cái màu mà mình có của Just Nail luôn nha, để làm ra những cái bông. Các bạn thấy không, màu vàng và màu xanh đúng không? Mình có thể làm lá đó, tùy theo vào cái mình sử dụng nó như thế nào rất là hiệu quả. Bây giờ là Christine sẽ cho vào đây. Mình sẽ cho nó thật là mỏng thôi ha. Cái khi mà mình đi cái bông á, quan trọng là cái bột của mình nó dẻo á, thì á, mình làm cái bông á, nó không có bị nứt và nó ra nó sẽ như ý của mình muốn. Khi mà mình làm bông 3D á, nếu mà mình đi tán những cái cánh lá như thế này á, thì mình phải sử dụng cái liquid nó lau khô nha. Vì nếu mà khô nhanh quá mình sẽ không có thời gian để mà tán những cái cánh này cho nó thật là mỏng. Tại sao cho nó mỏng ha? Vì lát nữa là Christine sẽ cho cái lớp bông á, cái lớp bông nó sẽ nằm trên cái mặt lá. Nên nó, nếu mà mình đi cái cánh bông mà cánh lá mà nó không có mỏng á, nó không có đủ độ mỏng á, lát á, thật ra là cái design của mình nó dày lắm. Bây giờ là Christine sẽ cho cái bông vào nha. Đây Christine sẽ đi cái bông màu trắng, bông màu tím trước nè. Đây ha, mình sẽ kết hợp 3 màu lại với nhau. Mình sẽ cho nó thật là mỏng ra. Đây ha, khi mà mình đi cánh bông như vậy á, bông hồng như vậy á, mình cũng sẽ tán cho cái cánh bông nó thật là mỏng ra. Vì mình sẽ đi cái hai lớp bông nha, nên là mình cần cái bột nó dẻo và cái nước nó lâu khô. Như vậy á, mình có thể là có thời gian để mà tán những cái cánh bông này ra cho nó thật là mỏng. Vì nếu mà bột không dẻo á, hai chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, hai Hà Tammy, Christine lúc nào cũng vậy nha. Bình an sức khỏe là được. Thank you chị. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục đi cho hết cánh bông mình có nha. Khi mà mình lót những cái cánh lá này ở dưới cái bông của mình á, thì mình sẽ tạo được cái hiệu ứng là cái bông của mình á, nó sẽ nằm trên cái lá của mình đúng không? Nên tại sao khi mà cái lá của mình á, mình phải đi cho nó thật là mỏng nè. Ừ,
Đó, mình muốn cái lá mà nằm ở dưới cái móng á, cái bông á, thì mình phải đi trước cái lá nha. Sau đó mình sẽ chèn vào. Đó, mình tiếp tục đi cho nó hết cánh. Chắc mọi người không thấy ha, để Christine kéo tay khách qua đây một chút xíu. Và nhớ là mình luôn luôn là không cho cái cánh bông của mình nó làm cho cái shape của mình nó bị mất nha, cái shape móng của mình á. Đó, khi mà tới đây mình sẽ cho nó vào và đè vào trong, đè cái cánh bông của mình vào trong ha. Mình sẽ không cho nó bị mất shape, sorry. Đó, nếu mà muốn cho nó chắc chắn là nó không có bị mất shape đó, là mình sẽ xoay ngược lại đó, và liếc một cái. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi cái lớp thứ hai nha. Đi lớp thứ hai mình cũng đi thật là mỏng đây nha. Đây ha, bây giờ là cái cánh bông của mình á, nếu mà mình cảm thấy vừa ý là mình stop ha, mình có thể ngừng và mình sẽ đi nhụy. Còn nếu mà mình cảm thấy mình muốn đi thêm nữa là mình sẽ cho thêm một cánh lá ở đây, cánh bông ở đây ha. Mình sẽ cho cánh bông ở đây. Bột này là 15 đồng cho 2 ao nha. Đây ha, bây giờ là mình có những cái cánh bông, bây giờ mình bắt đầu mình tạo nhụy thôi. Mình tạo nhụy sau đó là mình mình sẽ tạo nhụy cho cánh bông của mình nha. Đó, mình sẽ đập nhẹ nè. Mình sẽ xoáy nhẹ là mình sẽ có cái nhụy ha. Mình sẽ xoáy nhẹ như vậy ha, là mình sẽ có cái nhụy bông nè. Sau đó mình sẽ tiếp tục cho một cánh bông nhỏ ở dưới này. Mình sẽ kết hợp với màu vàng ha, màu vàng, bông màu vàng nè. Đây Christine sẽ có một cái màu khác sẽ đậm hơn cái màu vàng đó. Đây ha, đây là màu số quên mất rồi, màu số mấy, cũng là của Chastel luôn ha. Mình sẽ kết hợp nè, thấy không, màu lợt, màu medium và màu vàng đậm ha, là nó sẽ cho ra cái bông nó rất là đẹp. Hũ nhỏ là một ao nha, hũ nhỏ là một ao, hũ lớn là hai ao. Đây ha, mình sẽ có như vậy. Hai chén đi. Đây ha, mình sẽ cho cái bông này ở dưới này trước. Mình cũng tiếp tục đi những cái thao tác như vậy ha. Mình sẽ cho cái bông ra tán cho nó thật là mỏng. Nhưng mà yêu cầu là cái bột của mình á, là nó sẽ có độ dẻo nha. Vì nếu mà không có độ dẻo á, khi mà mình tán á, các bạn để ý là nó hơi bị bể.
nó bị bẹ sẽ làm cho cái cánh bông của mình á, nó không có đẹp nha. Nó phải có cái độ dẻo nha. Đó, cái này bây giờ là mình đã có như vậy, là mình tùy theo là mình thích nó đi thế nào thì mình sẽ di chuyển cái bông của mình đi như thế đó. Vì cái người khách á, nó sẽ yêu cầu là nó giống trong hình, nhưng mà cái tay của người khách á, nó là coffin ha. Còn cái tay hình á, là pointy. Nên mình sẽ thiết kế làm sao vẫn giữ những cái màu sắc như vậy, nhưng mà mình sẽ thiết kế những cái cánh bông á, nó sẽ đi theo cái móng coffin ha. Mình sẽ đi từ từ. Là cái cánh bông thứ ba mình sẽ đặt vào đây. Những cái cánh bông như vậy mình không thể làm sẵn trước được, vì á nếu mà làm sẵn trước á thì cái bột á nó dễ khô lắm, và á, nó không có được ôm cái móng của mình á, nó không có được ôm cái thân móng của người khách á, nên thành ra khi mà mình làm sẵn trước mà mình dán vô nó rất là dễ bể. Nên là hả, mình khi nào khách hàng nó yêu cầu á, mình làm trực tiếp như vậy á thì nó sẽ được last long hơn ha. Hai anh Trường Lê, trời ơi, anh vô coi like em là em mừng lắm đó. Ok, bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi thêm một cánh. Thank you anh nha. Mình sẽ tiếp tục đi thêm một cánh vào đây. Cái bông này thì mình sẽ đi cái lớp thứ hai, sẽ mình sẽ đi một cánh thôi. Đó, mình sẽ đi thật là nhẹ nhàng nha, nhẹ nhẹ thôi. Cái lớp thứ hai, một cái nếu mà một cánh á là Christine sẽ không cho nó thật là mỏng nha. Bây giờ là mình sẽ đi cái phần nhụy nè. Cái phần nhụy á là Christine sẽ không, tại vì đó, mình sẽ cho thật là nhẹ thôi. Mình cho nhẹ vào đây nha. Nếu mà nó hơi lớn quá, cái viên bi hơi lớn quá, mình sẽ lấy bớt. Đó, vì mình đang sử dụng cái liquid nó lâu khô. Đó, sau đó mình sẽ vo tròn lại thêm một lần, thấy không? Là mình sẽ bắt đầu ấn nhẹ xuống nè. Vo cho nó tròn, sau đó mình sẽ tạo nhụy nha. Thank you anh Trường Lê. Bây giờ mình sẽ xoáy thêm một cái vòng ha. Đó, mình sẽ tạo cho nó có cái đường nhụy nè. Thấy không? Bây giờ là mình có hai cái bông ha, màu vàng và màu tím. Mình sẽ tiếp tục cho một cái bông thật là nhỏ vào đây nữa, vì mình sẽ có ba bông ha. Mình sẽ cho có ba bông. Mình sẽ cho một cái bông ở đây thật là nhỏ thôi. Mình sẽ cho bông màu hồng nha, hay là bông màu xanh đây. Để Christine ngắm một chút xíu ha. Mình sẽ cho bông màu gì đây? Bây giờ là mình sẽ cho bông màu blue nha. Và vẫn như thế là mình sẽ lấy một chút xíu màu trắng. Đó, một chút xíu màu nhẹ và một chút xíu màu đậm. Mình sẽ cho cái cánh bông nhỏ của mình nó nằm ở đây. Nhỏ thôi nha. Nếu mà mình cho nó bự quá thì nó sẽ tràn ra ngoài đó. Đó, không mình sẽ không có đủ vị trí. Nên là mình sẽ đi cho cái cánh bông mình nó nhỏ thôi. Cho nó thật là mỏng nhé. Và mình tiếp tục đi những cái cánh bông còn lại. Sorry cả nhà nha, Christine không có say hi được cả mọi người, tất cả mọi người.
vì bây giờ là Christine đang tập trung cho cái bông quá, nếu không là cái bông nó bị hư á. Nên phải tập trung quá nên là khó thể là không say hi được tất cả mọi người nha. Mình sẽ cho tiếp tục đi như vậy ha. Khi mà cái cánh bông cuối cùng cánh này ở đây thì mình sẽ đi cho nó thật là mỏng thôi, thật là nhỏ thôi, không có bự được, tại vì cái vị trí này rất là nhỏ nè. Đó, mình sẽ coi cái vị trí như thế nào, sau đó là mình sẽ cho những cái cánh bông vào ha. Nhưng mà quan trọng là mình vẫn không cho nó bị mất xếp nha. Mình sẽ xoay ngang như vậy nè. Mình cho nó thật là mỏng thôi. Đây ha, mình đã có một cái cánh bông nhỏ nhỏ là như vậy. Mình sẽ cho cái cánh bông lớp thứ hai vào. Cánh bông của mình thật là nhỏ thôi nè. Cánh bông dễ nhỏ, mình chỉ cần như vậy là được. Tùy theo anh nha. Thường là hai ngón như vậy á. Christine đang custom design nên cái bộ nail này á, Christine custom mình tính theo một bộ ha, mình không có tính theo một ngón. Thì thường á, nếu mà hai ngón như vậy có thể là mình đi, nếu mà có design hay là diamond này nọ có thể là lên tới 30 đồng á. 30 đồng cho hai ngón design. Như vậy thì là khi là Chris, nó cũng rất là nhanh thôi. Khi mà mình làm quen thì cái thời gian nó rất là nhanh ha. Sau đó mình sẽ cũng sẽ xoay tròn ha. Mình sẽ vo tròn nó, cho cái nhụy nó tròn trước, sau đó mình sẽ xoay ha. Mình chỉ cần xoay cây cọ thôi. Bây giờ là mình có như vậy rồi, mình sẽ thêm lá nha. Mình sẽ thêm lá vào những chỗ mà mình cần. Mình tiếp tục thêm lá. Bây giờ cái phần lá này á, nó sẽ là lá nổi, không phải là lá chìm nữa rồi. Nó lá này lá nó sẽ nằm ở ngoài. Còn lá mà nó nằm ở trong á, là nó cái bông á, bông của mình á, mình đã che nó rồi ha. Mình sẽ đi những cái cánh lá mỏng thôi và nhỏ nữa, mình sẽ cho nó vào đây. Mình sẽ dùng cái cây dao của mình là mình cắt nó. Nào, mình sẽ cho ở phần đây một cái lá nữa. Lá của mình sẽ có màu trắng, màu xanh và màu vàng. Tùy theo sở thích của mình ha. Thì mình có thể cho lấy cái lá của mình nó màu gì thì nó ra màu đó. Đấy, cái lá nhỏ nhỏ của mình thôi, bé bé xinh xinh nè, nó sẽ nằm ở trên này. Thế là mình xong một ngón bông nha, một ngón bông 3D ha.
Bây giờ là mình sẽ đi tiếp tục. So pretty. Ok, mình sẽ đi cái ngón kế tiếp. Khi mà mình bên này á, mình có những cái bông mồi rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái phần chính. Mình sẽ đi bông màu hồng nha. Bông màu hồng xinh xinh nè. Đây ha, cái màu mình sẽ kết hợp những cái màu này lại với nhau. Sau đó mình cũng sẽ đi như thế cho nó hết cái bông của mình. Mình sẽ cho cái tay của người khách đó, nó vào đây một chút xíu và mọi người có thể theo xem cho nó rõ hơn ha. Để Christine xoay cái camera qua một chút xíu cho nó hơi cao một chút xíu nữa là mọi người có thể xem cho nó rõ nè. Nó có hẹn với em á, 5 giờ á. Dạ. 4 rưỡi. Hồi nãy là khách 4 giờ, giờ 5 giờ đó. Nửa tiếng nữa, không sao đâu. Mình sẽ đi ha, đi cho xong những cái cánh của mình. Mình sẽ cho xong ha, đi cho nó đi lớp thứ hai. Hai trần sơn đúng rồi, cái màu đẹp nha, cái màu này đẹp lắm. Những cái màu này là có trong just nail ha, mình có thể sử dụng làm cho 3D nè, mình đắp nè, mình dip cũng được nha. Đó, mình sẽ thêm cái phần nhụy. Mình sẽ thêm cây dao cắt lá mua ở bên Walmart nha. Walmart tha gạt cái gì cũng có nè. Cái cây dao cắt lá đó. Cái cây dao này là các bạn cắt bột á, các bạn làm design cắt bột hay sử dụng á. Là mình dùng cây cắt dùng để cắt nữa. Hoặc là mình có thể dùng những cái gì á có thể.
Đó, khi mà xong cái này mình sẽ đi cái bông màu vàng ở đây. Mình đi cái bông màu vàng thật là mỏ nhỏ ở đây thôi ha. Mình không có cần đi lớn. Đối với cái bông màu vàng á, Christine sẽ đi 4 màu nha. Màu vàng lợt, màu vàng trung bình và màu vàng đậm và màu trắng. Khi mà đi những cái bông á, như thế này á, nó mất thời gian ha, nên tùy theo là các bạn là làm như thế nào, ở khu vực nào và tốc độ như thế nào, và mình lấy giá người khách ha. Khi mà mình xong mình phải đi cái nhụy. Cái nhụy nếu mà mình bự quá nhỏ, đi nhỏ thôi. Mình đi cái phần nhụy nhỏ thôi. Sau mình sẽ đi cái phần nhụy này. Đó, mình xong cái phần nhụy ha. Sau đó mình sẽ đi thêm một cái bông nữa. Đó, mỗi ngón tay là mình cho khách hàng là ba cái bông ha. Ngón này là mình sẽ cho nó màu bông màu xanh. Cho người khách của mình là ba màu, một cái màu xanh nữa. Cái bông này thì nó hơi lớn một chút xíu ha. Mình sẽ đặt nó vào đây. Mình che những cái lá này mình không thành vấn đề nha. Lát nữa là mình sẽ cho thêm những cái lá thật là nhỏ vào đây nữa. Đó, vì cái tay của Christine ngược á, nên là nó hơi che cái camera một chút xíu khi mà tới những cái góc như vậy nè. Sẽ cho nó mỏng, thật là mỏng thôi. Vì nếu mà hồi nãy á, nếu mà mình đi cái những cái lá mà không có mỏng á, là mình để cái bông của mình lên trên là không đủ được ha. Nên á, bây giờ mình cứ cho những cái bông của mình sát nhau không thành vấn đề. Lát nữa là mình sẽ design thêm những cái bi á, những cái bi màu vàng. Nha.
Hi Andy, hi Andy Nguyễn, hi. Bây giờ mình tiếp tục đi cho hết cánh bông. Nó khi mà mình làm những cái design như thế này á thì hai lên Mỹ mình sẽ mất thêm nhiều thời gian ha, vì design á nó hơi lâu một chút xíu, nên làm tại sao là Christine chỉ đi làm live thôi, nên á sau này có thể là nếu mà các bạn thích design á thì Christine sẽ làm live design thôi, làm live design cho nó nhanh, vì nếu mà với bột và design nữa thì nó lâu lắm đúng không? Cái design thì mình phải tỉ mỉ một chút xíu nên nó hơi mất thời gian. Hi Linh Mỹ, thank you em. Bây giờ ha. Thank you Andy. Mình sẽ nhẹ nhàng cho những cái cánh bông của mình nó nằm xuống. Và mình sẽ cho tiếp tục thêm một cái cánh cuối cùng. Đây ha, những cái cánh bông của mình sắp ra rồi. Tập nhiều chút xíu nha Andy. Tập nhiều nữa là sẽ ra ha. Mình sẽ cho cái phần nhụy ha. Thì làm những cái này á mình chịu khó từ từ là mình tập á. Mình tập nhiều á là mình sẽ làm được. Hai Hồ Long, hello hai. Đó, bây giờ là mình đã có cái bông của mình ha. Nó ra như vậy rồi. Sau đó là Christine sẽ chèn thêm vào những cái lá vào nha. Đây ha, mình sẽ cho những cái cánh lá mỏng vào. Cho nó thật mỏng thôi. Sau đó mình sẽ kéo ha, cho nó có hơi dài chút xíu cái cánh lá của mình. Làm sao để mà cho nó ở đây nè, cho cái phần này ở đây nó không có bị lớn quá. Để cái khoảng cách nó không có nhiều quá. Sau đó mình sẽ cắt ha. Thank you, cảm ơn cả nhà nha. Thank you. Đó. Bây giờ mình sẽ từ từ mình đi những cái tia lá cho nó. Thấy không? Bây giờ là mình xong rồi ha. Đó. Oh sorry. Khi mà mình thiết kế xong những cái bông nail của mình như vậy, còn những cái chỗ mà mình chưa có mình cứ để như vậy ha. Lát nữa là Christine sẽ design thêm một chút xíu những cái hạt bi vào và nhìn nó sẽ lung linh hơn ha. Christine sẽ thêm một cái lá ở đây. Cảm ơn, thank you nhé, thank you. Màu sắc hơn ha, nó là nó có cái này có cái kia không, nó design rồi nhiều khi á thì nó hơi màu mè chút xíu, nhiều khi á thì nó dịu dàng nhẹ nhàng đúng không, cái nào nó cũng có cái đẹp riêng hết á, nên nói khi mà design á thì nó rất là nhiều, quan trọng khi mà mình
mình cảm thấy đẹp là mình dừng. Đó, bây giờ là mình xong bốn ngón đúng không? Đây ha, bốn ngón mình có những cái này, lát nữa là Christine sẽ làm sao cho nó nổi bật lên, chứ không nó không, nó không có lẻ loi như vậy được. Ok, còn bây giờ bên này là Christine cũng sẽ làm lại ha. Đó, mình sẽ không có làm y chang, nhưng mà mình sẽ làm những cái bông mà cũng đủ màu sắc như vậy. Đối với cái bông này thì mình sẽ đi cái đường nét, nó sẽ nằm ở đây. Cái lá của mình nó sẽ nằm ở hướng này. Đó, nên khi mà nói về cái bông á, mình không có nhất thiết là phải đều nhau nha. Vì khách hàng á, cái đâu có bông nào nó giống nhau và nó đều nhau đâu, đúng không? Cái này là bông tự do ha. Mình chỉ cần là ok, khách hàng nó thích những cái màu như thế này thì mình sẽ làm cho những cái màu như thế này, và mình sẽ sắp xếp làm sao nhìn cho cái design của mình nó hài hòa hơn. Cô khách này bây giờ đang cười tủm tỉm và ngắm cái bên tay bên kia rồi, nhưng mà cô khách là không có cho chụp hình quay phim. Và mình sẽ cho cái lá này nó nhỏ hơn chút xíu ha. Nên nhớ là mình làm những cái lá này á, mình đi cho nó thật là mỏng thôi. Đó, thấy nó mỏng ha. Sau đó là Christine sẽ cho cái lá, Christine sẽ cho cái bông ở đây trước. Vì lát nữa là cái phần bông ở đây nè, Christine sẽ cho nó nhỏ lại. Tức là mình sẽ thiết kế cho nó cái bông nó khác hơn đúng không? Đó, mình sẽ không có nhất thiết là cái bông lớn thì nó sẽ nằm ở dưới đó, đúng không? Mình sẽ cho cái bông nhỏ thôi, lát nữa là Christine sẽ cho cái bông nhỏ thôi. Còn bây giờ là Christine sẽ thiết kế cái bông lớn nó sẽ nằm ở đây nè. Mình sẽ đi đổi ngược lại ha. Mình sẽ đi cái màu xanh trước. Mình sẽ đi cho nó thật là mỏng cái cánh bông của mình. Okay. Excuse me. Hôm nay Kali lạnh quá. Đây nha. Hai bốn sáu tám mười. Mình sẽ đi cho nó thật là mỏng có thể. Mình sẽ đi cho nó không có bị mất shape nha. Mình sẽ cho nó vào đây để làm sao để không có bị mất shape nè.
Mình sẽ đi thật là nhẹ nhàng nữa ha. Thật là mỏng thôi. Bây giờ là mình có cái nhụy đúng không? À, đúng rồi nha, Kim Huy Nguyễn. À, Christine vũ xong là Christine đắp luôn nha. Còn nếu bạn muốn sơn top á, rồi đắp cũng được hoặc là không cũng được nha. Vì nếu mà Christine làm vậy á, thì cái bông của Christine nó sẽ last long hơn. Nhưng mà với một cái điều kiện là khi mà mình đắp xong á, mình đắp với cái bột mà mình chưa sơn top luôn á, thì khi mà mình đắp mắt nó không có đều hoặc là cái gì đó, khi mà mình gỡ ra là nó sẽ bị dính nha. Mình chỉ có cách là chỉ cần mài thôi, mài mới ra thôi. Còn nếu mà mình sơn top mà mình đắp 3D á, nếu mà mình lỡ làm hư á, trong khi đó là nó chưa có khô hẳn á, là mình gỡ ra rất là easy nha. Còn đối với cái bột mà nó chưa có sơn top á, mà mình đắp 3D lên như vậy á, khi mà nó không có đẹp hay là mình muốn tháo á, là mình chỉ có cách là mài xuống thôi, đúng không? Nên á, nếu mà mình đi top á thì nó an toàn hơn. Còn nếu mà mình đi quen rồi, mình có thể là không cần cũng được. Đó, bây giờ mình chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống nè. Mình sẽ xoay cho nó tròn nha. Mình sẽ tạo cái nhụy. Rồi mình sẽ vuốt lại thêm một lần. Đó, nó sẽ ra cái nhụy nha. Thank you Jenny. Đó, bây giờ là Christine sẽ đi một cái bông thật là nhỏ trên này ha. Christine sẽ đi cái bông màu tím đi. Tím mộng mơ, tím dễ thương quá à. Mình sẽ cho cái bông nhỏ ở đây. Bông màu tím mới chịu nha. Thấy không? Khi mà mình không có sơn top á, nếu mà mình muốn gỡ ra như vậy nè, mình hư rồi đó. Nếu mà mình không nhanh tay á, là nó sẽ bị như vậy ha, đúng không? Còn nếu mà gỡ không nhanh tay nữa, nó sẽ dày lắm, mình gỡ không được. Còn nếu mà mình sơn top á, mình làm mà nó hư vậy là mình tháo ra rất là easy. Nên khi mà mình quyết định mình không có sơn top á, mình phải suy nghĩ. Nếu mà mình làm rành á, hay là mình làm lâu năm, hay là mình quen tay rồi đó, thì ok, mình có thể làm như vậy được. Còn với mấy bạn mà mới bắt đầu tập á, thì mình nên làm trên cái nền top nha, để có gì á mình gỡ nó không có hư móng của mình. Đây, màu tím dễ thương quá à. Đối với những cái bông làm sẵn á, tại vì cái người khách của mình á, mình không có biết là khách nó tay nó độ dài của nó là bao nhiêu á, đúng không? Nên nếu mà bông á thì nó có một size thôi, nên nhiều khi nó cũng không có vừa cái size của mình, và nhiều khi á, cái móng của mình á là nó móng nhọn hay khắp phình nữa, nó không có phù hợp. Nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng cái đó ha, để design tùy theo cái tay của người khách. Thank you Brenda. Đó, sau đó mình sẽ đi cái cánh bông thật là mỏng vào đây. Thank you Trang Trọng. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cho nó thật là mỏng ở đây ha. Mình sẽ đi thêm một cánh nữa thôi. Vì những cái cánh bông nhỏ như vậy á, mình không có nên đi hai cánh ở trong cái lớp thứ hai nha. Ok,
cái khi mà cái cánh bông của mình lớn quá thì mình lấy bớt ha. Mình sẽ lấy bớt cái phần bột đi. Nếu không là khi mà mình làm ra nó sẽ che mất những cái nét mà mình có. Thank you Brenda. Thank you. có thể là hôm nay nó cái giọng của Christine là nó hơi bị khàn chút xíu ha. Nên có thể là nó dễ thương hơn mọi ngày. Đó, mình sẽ cho mọng vào đây ha. Đó, mình sẽ tạo cái nhụy ha. Vì cái đây là cái bông hồng nè. Đó, bây giờ là mình có cái bông này ha. Hai em long chương. Đó, bây giờ mình có như vậy rồi. Mình sẽ cho thêm vào đây ha. Mình sẽ đi thêm một cánh bông nữa. Mình sẽ cho màu gì đây? Mình sẽ cho bông màu hồng nha. Cho nó hơi lạ chút xíu. Cho cái bông màu hồng đi. Màu hồng dễ thương quá à. Đây ha, Christine sẽ cố gắng sẽ không có làm ma, sẽ không cho nó dính vào những cái cánh lá của mình. Đây ha, cái lá này Christine sẽ cố gắng làm sao để không cho nó dính vào ha. Thì nếu mà mình dính vào cũng không có sao ha. Còn bây giờ là Christine đang để cho nó không có dính vào ha. Để tạo một cái design mới, mình sẽ thấy lá mà nó nằm ở dưới của cái bông. Cái bông này á, Christine sẽ làm nửa bông thôi. Sẽ làm nửa bông thôi nha. So cute. So cute. Đó, mình sẽ từ từ ha. Cái bông á, cái bột á nó còn ướt lắm. Mình sẽ từ từ ha. Mình sẽ cho nó là nửa bông thôi. Làm design nó hơi lâu đúng không? Nó hơi lâu hơn ha. Nên cả nhà chịu khó nha, thông cảm nha. Ok, bây giờ là mình xong rồi, nửa bông ha. Bây giờ là mình sẽ cho cái phần nhụy vào. Mình sẽ cho cái nhụy vào đây ha. Bông này là Christine sẽ đi cái nửa bông thôi. Khi mà mình thiết kế những cái design này á, không có nhất thiết là phải cho nó đều nhau ha. Mình chỉ cần có những cái màu sắc mà người khách yêu cầu là được. Nên không có cái 3D, mình không có một cái gọi là design nhất định ha. Cái bông ha. Bây giờ mình xong cái phần như vậy rồi, mình sẽ như vậy thì nó hơi ít quá đúng không? Mình sẽ tiếp tục cho thêm một cái bông vào đây nữa. Cho thêm một cái bông nhỏ thôi. Mình sẽ cho nó màu gì đây? Mình sẽ cho nó màu vàng nha.
Khi mà mình đi như vậy á, mình để ý chút xíu ha, mình cố gắng đừng có cho nó mất xếp ở phần dưới này nè. Lát nữa là mình OK, có thể là cái line này á, Christine sẽ không có giữ nha, vì khi mà các bạn coi á, có tiệm Christine bây giờ đang busy á, nên là có những cái tiếng như vậy á các bạn, khi mà các bạn xem line rất là khó, nên là Christine line trực tiếp ha, Christine sẽ xóa cái line này. Mình cho cái phần nhụy vào. Chị Maggie ơi, kêu kêu khách khách đó, vui lòng kêu kêu con của khách đó mở tiếng nhỏ chút giùm em được không? Bây giờ là mình có cái phần nhụy ha, sau đó là mình sẽ đi cái phần lá, mình sẽ đi xong cho cái phần lá của mình, mình trang trí thêm cái phần lá của mình vào đây. Đây là những cái phần lá nội của mình có. Mình đi cái lá nhưng mà mình cố gắng mình cũng không cho nó là mất xếp nha. Hai Jay, hai Mạnh Võ đó, hôm nay ta gặp nhau nhiều quá ha. Ok, mình sẽ cố gắng coi nó có bị mất xếp không. Ủa. Và mình sẽ cho thêm một cái lá ở đây nữa. Cái lá ở đây ha, mình sẽ cho một thêm một cánh lá ở đây nữa. Hai Mạnh. Trời ơi, trời, có một cái tên nữa rồi. Tên sát thủ sợ quá đi. Lát Mạnh cái tên này á, làm cả nhà bỏ chạy hết á. Ok, cái lá bông này đẹp không? Màu này đẹp ha. Cái màu này đẹp quá đi, cái lá này nè. Thì lần sau là Christine sẽ có cái bông mà lá màu này đẹp quá. Khi mà mình làm xong vậy nè, mình phát hiện ra được cái gì màu đó đẹp á, lần sau mình đi cái màu đó thiết kế cho một cái design khác hả. Thế là mình xong cái bông ha. Lát nữa phần bên này là Christine sẽ trang trí cái mình sẽ trang trí thêm một chút xíu đây mình ở phần dưới này như xí. Rồi sau đó là mình sẽ đối chiếu. Bây giờ là mình có 3 ngón rồi, là người khách yêu cầu 4 nha, là Christine sẽ cho thêm 2 ngón bông ở đây nữa. Nhiều bông quá, sắp bỏ nghề làm nail đi bán bông dạo.
Đó, thì ngón này là Christine sẽ đi cái màu vàng trước nha. Đó, mình sẽ cho cái bông màu vàng trước. Hi Tiffany em, hi chị Hà Trần. Đó, chúng ta lại gặp nhau. Mình sẽ đi cho nó tròn ở ngoài luôn nha. Hi Natalie. Đó, bông này là bông màu vàng. Mình sẽ đi cho nó cánh bông thật là mỏng thôi. Khi mà tán những cái cánh bông như vậy á, mình dùng thân cỏ nha. Ok, ok Mạnh. Nhưng mà sao tự nhiên đặt cho cái tên sát thủ ghê vậy? Đặt tên nào dịu dàng, dễ thương chút xíu đi. Đây ha, mình sẽ đi từ từ. Mình đã ra nè. Đó, tội nghiệp không trời. Sao tự nhiên có cái tên sát thủ vậy? Cái đó dịu dàng lắm hả? Nghe đâu có dịu dàng đâu Mạnh ơi. Buôn bán phấn bột hả? Bán bông đúng không? Bán bông nặng bông. Christine ngồi nhà nặng bông bán cho Andy nha. Bán cho Brenda nha. Bỏ nghề nail nhà nặng bông thôi. Mình sẽ cho cái nhụy vào đây ha. Đó, mình xong cái bông màu vàng. Đó, bây giờ là mình sẽ đi cái lá nha. Mình sẽ sắp xếp cái lá trước. Christine sẽ cho cái lá nổi vào đây trước nha.
rất siêu. Mình sẽ dùng những con mình sẽ đi những cái gân lá bằng con dao ha. Sau đó là Christine sẽ cho thêm một cái lá nữa. Một cái lá này á, nó sẽ cover cái phần này luôn. Đây ha. Nè, Christine sẽ cho cái lá nó hơi tràn vào cái lá này. Và Christine sẽ cho nó hơi nằm xuống nè. Sau đó mình sẽ đi, mình sẽ vuốt theo cái đường dọc này ha. Mình sẽ làm cho cái cánh lá nó hơi ôm vào cái cánh bông của mình. Nhưng mà dù mình sẽ không có cho nó bị mất shape nha. Sau đó mình sẽ tán cho nó mỏng và nó cover cái phần này ha. Đó, và nó hơi tràn vào cái bông một chút xíu. Đây ha, mình sẽ cho nó hơi nằm vô cái cánh bông nè. Mình sẽ cho nó hơi nằm vô cái cánh bông nè. Đây ha, mình sẽ cho nó nằm vô cái cánh bông chút xíu. Giống như mình tạo cái hiệu ứng là ồ, cái bông là cái lá nó bọc cái bông rồi. Đúng rồi, mấy bạn Việt Nam làm cái bông 3D đẹp lắm á. Và bán sẵn những cái bông của mình, bán sẵn những cái bông mà nặng sẵn nó rất là đẹp. Đây ha. Bây giờ là xong rồi. Thank you chị Hà Trân. Mình xong như vậy rồi, sau đó mình sẽ soi lại và mình sẽ đi tiếp tục cái bông kế tiếp. Màu gì mình có rồi, bây giờ là mình sẽ đi cái màu gì đây? Màu hồng. Ok. Bây giờ là Christine sẽ đi cái màu hồng nha. Mình sẽ tiếp tục đi cái bông màu hồng vào đây ha. Christine hả? Đeo bao tay hả? Christine làm bột hay là design hay là diamond gì, Christine cũng đeo bao tay nha. Quen rồi. Mới đầu á, khi mà bắt đầu đeo á thì nó cũng khó lắm. Nhưng mà sau bao năm là mình tập, bây giờ là nó quen luôn rồi. Ôi trời ơi, vậy hả? thì ra là cái tên sát thủ được đặt từ cái gọi là khi mà Christine làm á, là đeo bao tay hả? Đeo bao tay là phải đi làm sát thủ hả? Vậy là biết bao bạn là phải làm sát thủ rồi đó. Nhiều lắm. Anh cho nguyện kìa, anh cho nguyện nè, làm đeo bao tay nè. Bao tay đen nữa chứ. Bao tay đen mới chịu á. Đây ha. Mình sẽ đi từ từ. Khi mà mình đi xa những cái bông này á, mình đòi hỏi là một cái gọi là sự kiên nhẫn. Cũng giống như á, khi các bạn mà xem Christine like á, thì đòi hỏi cũng là một cái kiên nhẫn. Vì làm chậm quá, làm từ từ quá đúng không? Lâu quá. Christine sắp xong rồi đó. Mình cứ nghĩ vậy đi ha. Sắp xong rồi nha.
mình sẽ cho cái phần nhụy á vô đây cho nó thật là mỏng thôi. Đó, mình đặt vào đây. Và mình đợi cho nó khô chút xíu. Làm cái design này á, mình đòi hỏi là kiên nhẫn chút xíu ha. Vì cái liquid của mình nó lâu khô lắm. Nên mình phải kết nối từng cánh bông với nhau. nên khi làm á, người khách á, nó kiếm những cái design như vậy á, thì mình nói trời ơi, cái point mình á, sau là nó bị trễ rồi. Đúng không? Thì mình hẹn rồi nhưng mà người khách vô mình đâu có biết nó yêu cầu design gì đâu. À, trong khi đó là mình phải dời khách, dời point mình, mà point mình tới rồi mình cũng phải đợi tiếp. Ok, bây giờ xong cái này rồi mình sẽ tiếp tục cho một cái bông ở đây nữa. Mình sẽ đi ba cái bông nó chính liền với nhau. Mình sẽ đi bông màu tím nha. Đó, mình sẽ sắp xếp những cái bông màu nó đi hợp với nhau. Đây là cái màu tím mà Christine đang dùng nè, màu tím đậm lắm nha, nhưng mà mình sẽ kết hợp với màu tím lợt. Nhưng mà mình đi như thế nào cố gắng đừng có cho nó mất shape của cái tay người khách đó. Thank you chị Hà Trần nha. Đó, mọi người đi ngang á, thấy bông đẹp á, thả cho Christine cái tim nha. Xin cái tim được rồi. Không cần nhiều, mỗi người cho một cái thôi là nó sẽ đầy giỏ. Ở đây á, Christine sẽ cho cái cánh bông là nửa bông thôi nha. Cảm ơn, thank you nha. Bây giờ là bắt đầu là thấy tim thả đó. Hi em Alice, thank you. Sẽ cố nha, cố lên. À, Christine đang kiên nhẫn làm xong cái công việc mà hả, của cái bông. Chỉ còn Christine nghĩ chỉ còn vài lá và vài cánh bông nữa thôi là xong rồi. Thank you. Mình sẽ làm xong. Đúng là không có gì không thể làm được đúng không? À, chỉ có kiên nhẫn thôi, kiên nhẫn là mình sẽ làm được. Dù việc gì cũng vậy đúng không? Mình sẽ cho cái nhụy vào đây. Nhẹ nhàng thôi. Thank you Alex. Thank you em. Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Vạn sự như ý nha. Hy vọng nhiều nhiều sức khỏe để mà ngồi nặng bông. Ok, bây giờ là mình xong cái cánh bông như vậy ha. Sau đó là Christine sẽ cho thêm vài cái lá vào đây. Năm mới thì mình phải có lá, có hoa, có màu sắc ha, cho nó nổi bật thêm. Đó, lá này là mình vừa tới đây nè ha. Vừa tới luôn. Cho nó vừa tới luôn. Sau đó mình sẽ cắt làm cái lá.
Mình sẽ cho nó có độ nhọn như vậy luôn ha. Cho cái cánh bông lá nó mọc vào. Sau mình sẽ cắt là gân lá nè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 và 4. Đó, thế là mình có thêm một cái lá ha. Bây giờ là mình cái lá cuối cùng, cái lá cuối cùng của cái bông này. Mình sẽ lấy lá nhỏ hơn chút xíu ha. Rồi mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ xoáy cho nó hơi đều chút xíu để mà cái màu sắc nó hơi loang loang chút xíu ha. Thiếu màu xanh quá. Khi mà cái bột ướt mình có thể thêm một chút xíu màu xanh vào đây. Sau đó mình sẽ ứng cho nó thật là nhẹ nè. Thế là mình xong ha. Mình xong cái thiết kế design của mình trên cái này. Bây giờ là Christine sẽ những chị mà chưa có biết sao mà mình đính đá đó, mình đính đá sao cho nó đẹp á, là bây giờ Christine sẽ help nha. Mình đính đá làm sao để cho nhìn cho nó hài hòa một chút xíu. Nếu mà mình đính đá mà không có hài hòa, lát nữa khi mà mình chụp hình á, mình giống như là mình bị mất sắp nha. Hi Steven. Hi Brenda. Brenda, bây giờ cái 50 màu của Just Nail hiện tại đang bán nguyên set nha. Chưa có màu lẻ để cho bạn chọn nè. I don't know what color. Ôi trời ơi, bây giờ cái nắp nó lộn màu rồi. Đó, mình sẽ đẩy những cái phần còn lại của mình ha. Đó, trong khi chờ đợi là các bạn là ok chú. Oh my god, he blues. And then one more, 19. Yes, correct. Good job. Nhiều màu quá, mở ra mình không biết đẩy luôn. Bây giờ là mình sẽ qua cái phần đính hạt nha. Hi Louis. Bông nổi quá ha. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái phần đính hạt. Hello, hai chị Kim Long. Đối với cái design này là Christine sẽ không có sử dụng cái mì gel nha. Và Christine sẽ sử dụng cái glue mà mình có. Bây giờ mình những cái viên bi nhỏ nhỏ nữa ha. Mình sẽ chấm bi nữa. Bây giờ mình sẽ chấm bi và thiết kế cái design của mình ha. Mình sẽ sử dụng ít viên bi thôi, tại vì cái người khách đó, nếu mà mình sử dụng cái viên bi nhiều quá là nó hay dễ cái nó cái người khách hàng của mình á nó hay bị chóc lắm. Nên á mình sẽ sử dụng cái một chút xíu thôi. Mình sẽ chèn vào những cái chỗ này ha. Mình sẽ chấm so I use a lot more diamond for you, okay? Not a lot this one. Hai Jaylen Vuong, hai Mai Trần, hai Candle nha. Bây giờ là mình sẽ thiết kế cái chấm cái diamond cho người khách nha. Đối với cái trường hợp người khách như vậy á, là có vài viên thôi nên là Christine sẽ không có sử dụng cái gummy gel. Christine sẽ chấm từng viên nha. Đây ha, mình sẽ chấm từng viên cho người khách. Đây là cái
khi mà Christine chấm như vậy ha. Mình sẽ tháo cái viên diamond này ra vì nó đã bị méo rồi. Khi mà mình thiết kế cái design như vậy á, mình cũng phải coi lại ha. Nếu mà mình đi nhiều quá, hai hoa Kelly, hai mai trần, không sao ha, mọi người có thể giữ cái line này. Christine sẽ không có xóa. Sẽ không xóa đâu. Ok, mình sẽ chấm những cái diamond này vào ha. Khi mà mình chấm diamond như vậy á, mình cũng đòi hỏi kiên nhẫn nữa. Mình từ từ thôi, mình sẽ chấm từ từ. I don't use this one, ok? No, this one. It's very easy to fill up. Đây ha, mình sẽ thiết kế chấm diamond thôi, mình sẽ không có sử dụng những cái viên bi nhỏ nữa. Vì cái người khách này làm việc rất là nhiều ha. Có thể là những cái đó sẽ không có giúp cho người khách tác được lâu cái diamond giữ lâu dài ha. Nên là cái xin sẽ không sử dụng và sẽ sử dụng nguyên cái diamond thôi. Đó, nó sẽ ra như vậy, mình chỉ cần tô điểm thêm vài viên diamond. Và phần dưới này cũng vậy ha, mình sẽ chấm. Tại sao ha? Tại vì nếu mà mình không chấm á, diamond vào á, thì lát nữa khi mà mình chụp hình hay là gì đó, nó sẽ bị hiệu ứng là che khuất. Đó, che khuất á, nên nó thành ra là khi mà nhìn vô tấm hình á, là mình sẽ không có đều, đúng không? Nên như vậy á, mình sẽ thiết kế làm sao đó, để mà che được cái khuyết điểm đó. Đây ha, đó, bây giờ cái design của mình nó đầy đặn rồi. À, không nhé, không. Có đắp 3D hả? Có đắp 3D của Christine là không có số. Còn có đắp 1 của Christine là số 14 nha. Ok, bây giờ là mình sẽ đi cho xong cái phần design cho cái bông ha. Sau đó là mình sẽ chấm diamond cho những cái ngón còn lại. Vì nếu mà đi như vậy thì nó quá lẻ loi đúng không? Quá lẻ loi quá. Thì mình sẽ cho thêm một chút xíu, tô điểm thêm chút xíu cái diamond vào những cái ngón khác. Như vậy thì nhìn cái design của mình nó lung linh lên. Mọi người nếu mà không có thời gian để coi hết nguyên một cái like á, thì mình có thể lưu lại hoặc là share. Sau đó là mình từ từ mỗi ngày mình coi 5 phút. Đó, coi đến hết là mình sẽ làm được cái bông này. Bông này dễ đúng không? Hôm nay là Christine hướng dẫn cho cả nhà cách lấy cái bột luôn nha. Hi Jenny. Trời nó sức rồi. Mình sẽ đi ha. Mình sẽ đi từ từ và từ từ. Từ từ và từ từ là nó sẽ xong ha. Thank you chị Tammy. Thank you chị, em khỏe nha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Đó, bây giờ mình sẽ từ từ ha. Christine kiên nhẫn quá khi mà làm cái bông này á. Ai đi ngang cho Christine xin một cái tim nha. cho lấy cái động lực để mà làm xong cho cái line này nè. Đó, Christine mà lâu quá rồi. Làm có mỗi cái 4 cái bông mà 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Đây ha, bây giờ mình đã xong cái ngón thứ 3 ha. Thank you. Thank you Brenda. Ghiền giọng nói của Christine hả? Thank you nha.
ghiền ghiền cái bông của Christine đi, đừng có ghiền cái giọng nói nữa. Ngại quá đi. Thank you nha. Christine thấy cái tim rồi đó, giờ thấy động lực rồi đó, thấy động lực nhiều quá. Còn một ngón nữa thôi là Christine xong rồi. Nhiều khi á làm gắn như vậy nè, ha. Nhiều khi á khách á mà nó đòi 10 ngón nữa, trời ơi, khi mà Christine nhận được cái order đó thôi á là Christine là cảm thấy là ồ trời ơi sao mà nhiều thế. Làm tới khi nào mới xong. Nhưng mà qua cái sự kiên nhẫn á, mình từ từ á, giống như mình làm xong một ngón, ôi trời ơi làm một ngón rồi, bây giờ còn 9 ngón thôi. Và khi đạt thì mình cứ làm vậy, sau đó là còn một ngón thôi, ôi trời mình đã xong rồi còn một ngón thôi á, là thấy khỏe đó, sau đó là mình xong rồi. Thank you. Nên khi làm những cái design này á là mình đòi hỏi cái kiên nhẫn nữa nha. Đây mình đã xong nha, ôi trời ơi khỏe quá. Bây giờ là mình sẽ chấm diamond ha. Mình sẽ chấm diamond cái cuticle thôi. Facebook không cho bắn tim được không? Facebook không cho bắn tim được nữa hả? Vậy là chắc là tim nhiều quá rồi ha. Thank you Jenny nhiều quá, nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ thiết kế, mình sẽ đi vòng cuticle thôi ha. Mình ở đây thì mình sẽ thiết kế design đơn giản thôi, vì nếu mà mình quá nhiều quá thì sẽ làm cho cái design của mình á nó nhiều lắm, nó busy quá đúng không? Nên là Christine sẽ thiết kế cho ở đây là nó không có nhiều quá diamond ha. Đó, mình sẽ đi vòng cái cuticle thôi. Đó, mình sẽ thiết kế làm sao để mà làm cho cái cánh bông của mình nổi bật. Đó, nên tốt nhất á thì bây giờ á, Christine thiết kế là cho cuticle thôi ha. Cái diamond cho cuticle vòng cung thôi, thì mình Christine cũng sẽ chấm từng viên diamond vào. Thank you Jenny nhé. Thank you cả nhà. Thank you Mai Trần. Mình đi được cái hai Nga Dương, hai Brenda. Đúng rồi, Mai Trần, Brenda, Christine gắn như vậy thôi nha. Christine gắn như vậy thôi. Nếu mà có rất là nhiều cách để gắn diamond nha. Đối với cái design này Christine là gắn glue như vậy thôi, là sẽ có, không cho thêm bất cứ cái gì vào nữa. Đó, ok. Đó, mình sẽ ngắm lại cái tay của người khách một chút xíu. Đi, this one is empty. Đó, mình sẽ bây giờ là mình sẽ chấm hết những cái ngón còn lại đi cái cuticle vòng cung nha. Mình sẽ đi cái diamond như vậy. Christine đi cái kiểu này nó rất là last long, nhưng mà nó đòi hỏi cái kiên nhẫn của mình. Đó, mình vừa nhất mình Christine không có để cái glue dưới đá nha. Có chứ. Christine đang nhúng cái glue nè. Đó, Christine nhúng cái glue vào cái glue, cái diamond vào cái glue ha. Sau đó là Christine sẽ dán vào cái cuticle đây nè. Đúng không? Đây ha. Tùy theo cái diamond mà mình sử dụng nha, và tùy theo khách hàng nó tắc khe, và tùy theo cách mà mình để làm, nó có rất là nhiều yếu tố làm sao cho cái diamond của mình á nó last long hoặc không last long ha. Thì Christine đang làm như vậy thôi, cũng là chấm vô cái glue đó, sau đó là mình sẽ nhấc vào đây. Đối với cái trường hợp á, khi mà mình gắn glue vậy á, mình đòi hỏi là mình phải cho nó thật là chuẩn. Còn nếu mà không chuẩn á, khi mà mình nhấc xong cái diamond á, nó hay, thứ nhất là nó hay bị rớt vào cái glue, đúng không? Thứ hai nữa là nó nó khi mà mình để vào, nếu mà nó không chuẩn á, nó dính luôn á. Thank you Tiêu Peace. Đây ha, cái này nè. Ok.
là cái hiệu này Christine để đây ha, cho mọi người thấy ha. You okay? Yes. Okay, bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi cái ngón này. Vì cái chấm cái cuticle á, nếu mà mình đặt cái diamond không có đều á thì mình sẽ làm cho cái diamond của mình là mình đi dòng cuticle nó bị méo đúng không? Nên mình đòi hỏi là như vậy ha. Đó, Christine đã xong cái phần này ha. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi những cái ngón còn lại. Đâu rồi? I like all the black. Nice? Oh no. I'm not used to black. Later, okay? Maybe I have you more glitter. You want a glitter? Huh? You want a glitter? Clearer? Glitter. Yeah, no. Yeah, glitter something. From here. Something. Whole nail, okay? Something. Okay. So glitter for whole nail. So you want a gold or you want a silver? Silver? Okay. So some lighter on top, okay? Lighter? Mm-hmm. What do you think, silver or gold? Silver and gold. Which one? So I think silver okay because not too much. If you get too brighter, so you lock the your design. Okay, bây giờ là Christine xong cái design nha. Đó, Christine sẽ up cái line này và tạm dừng cái line này ở đây ha. Đó, Christine sẽ xong cái ngón cái này là Christine sẽ tạm dừng cái line nha. Và Christine sẽ làm cho cái ngón kế tiếp bên kia. Đây ha, Christine sẽ làm cho xong cái bên này ha. Và sẽ cho cả nhà xem khi mà cái design Christine hoàn chỉnh. Và Christine sẽ sơn top ha. Sơn cái shiny top vào những cái ngón còn lại. Hai chị Lan Hương, ok chị. Bây giờ là Christine sẽ cho mọi người thấy cái design của mình xong ha, nhưng mà nó chưa thực sự là hoàn chỉnh quá lắm, tại vì Christine phải cho cái top shiny hay là editing vô, nhưng mà bây giờ là Christine đang bội quá. Ok, đây ha, là cái design của mình đã hoàn chỉnh là như vậy, mình chỉ cần sơn top thôi. Ok, bye bye cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha, bye bye.